Một trong những siêu phẩm mà anh em nào mà đi làm công trình chắc đều biết cái món này. T400M Sumitomo Electric, cái hàng này của Made in Japan luôn nhá. Anh em nhìn biết đây cái gì không ta? Nhiều ông chắc chưa hình dung ra cái gì đúng không? Đây cho anh em xem nhá. Hàng này khẳng đẳng cấp lắm anh em ạ. Đấy. Như anh em nào mà đi làm quang đều biết, đây là máy hàn quang nhá. Máy hàn quang, hàng này là hàng của bên bên ấy cấp cho. Anh em đi làm công trình đây cho anh em xem thông số này. Sản xuất tháng tháng 5 2019 nhá. Hàng này made in Japan luôn anh em ạ. Nói chung là gớm lắm anh em ạ. Fusion chuyên đi hàn quang, điện áp là từ 10 đến 15V để sử dụng và cho lắp pin dự phòng nhá. Đây là mang đi thì anh này anh ấy lắp lắp pin của ông ấy đi làm quang thì là mình quay cho anh em xem luôn. Đây quả pin luôn này. Pin nó hỏng rồi, đây là pin mình độ lại cho anh ấy. Nó ra độ lại thì nó không có vỏ, trông nó hơi đẻo đẻo tí thôi nhưng mà chạy tốt lắm. Dòng máy hàn quang này thì sử dụng là 3 pin anh em nhé. Pin 12V 3 cell 3.7. Sử dụng cái dây rất là cơ bản thôi, đầu connect bình thường và sử dụng cho anh em là hai cái đầu vào. Ở hai bên âm dương và một bên là chân đo điện xem còn bao nhiêu. Thì cái này anh em có thể là tiến hành thay được nhá. Và ông ấy làm một chân sạc ngoài bởi vì cái bộ này đi kèm sạc nó hỏng rồi. Đấy, thế là ông chế ra cái chân sạc ngoài như thế này. Đấy, cắm vào trong, máy thì chạy chung ok lắm. Bây giờ bật cho anh em xem nhá. Con này anh em nhìn thấy cái độ mạnh mẽ nó nào chưa? Rất là trâu bò đúng không? Chuyên hàn quang ấy nhá. Nhưng ông nào mà đi làm công trình phát nhìn phát biết ngay. Còn như anh em bình thường thì chắc chưa thấy cái máy này bao giờ. Đặt hai dây quang đây nhá. Đặt quang đây sau đó bấm nút để hàn thôi. Đấy, trông nó dây nó mỏng manh thôi nhưng phải có máy hàn quang mới hàn được anh em ạ.